Đây là bộ mô hình Swing Vignette của Remant mà tôi sẽ giveaway cho anh em như một lời cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong một năm vừa qua. Có thể coi là quà mừng tuổi cũng được, nhưng mà khả năng cao là đến sau Tết tôi mới có thể gửi ý cho anh em. Về cái bộ này thì tôi đã nhắm nó từ giữa năm ngoái rồi, nhưng mà bởi vì số tôi nhọ quá cho nên bây giờ mới đến tay mở được. Thậm chí đấy còn là cái bộ thứ hai mà tôi order bởi vì bộ đầu tiên đã bị hải quan giữ. Đây cũng không phải là video review hay gì, cơ mà tôi cứ mở từng con cho anh em xem có gì trong hộp nhá. Hãng Remed này thì nổi bật nhất là với bộ Terrarium, nhưng mà tôi không thích bộ đấy lắm bởi vì nó bé. Còn bộ này thì ngon hơn hẳn. Bình thường nếu như anh em mua lẻ thì nó sẽ là blind box, nhưng nếu mua cả set thì mặc định là sẽ có cả 6 con luôn. Hộp đầu tiên chúng ta sẽ có ở đây là Charizard. Đây có lẽ sẽ là con hot nhất trong bộ này bởi vì anh em biết mà, nó là Charizard. Và cái hiệu ứng lửa của nó trong suốt rất là đẹp. Những cái đế hiệu ứng này thì chúng nó sẽ cao khoảng 10 cm, khoảng đấy hoặc là hơn. Và Pokemon thì sẽ có một cái lỗ ở trên lưng để chúng ta cắm cái móc vào. Đó, rồi khi treo vào thì nó sẽ lủng lẳng như thế này. Và anh em hoàn toàn có thể thay đổi góc độ của cái móc trên lưng được, để nó Pokemon nó sẽ xoay ra một hướng khác ấy mà. Dưới chân đế thì sẽ có một cái bảng tên số 006 Lizardon. Bởi vì đây là mô hình là Nhật làm cho nên tên cũng sẽ là tiếng Nhật luôn nhá. Xin lỗi anh em. Và đây sẽ có một quả Pokemon ở hai bên tên của nó. Cái hiệu ứng lửa này mà anh em nào để được một cái đèn ở phía dưới thì nó sẽ đẹp ba cháy luôn á. Về con Charizard này thì tôi thấy chất lượng hoàn thiện của nó cũng không thể bằng mấy cái mô hình vài cổ được, nhưng mà tôi thích cái dáng pose của nó. Xin lỗi anh em nếu như mà cái camera bị focus ra chỗ khác nhá, trình quay của tôi nó vẫn chưa ra gì lắm. Tôi sẽ để một bài post ở trên fanpage, link sẽ ở cái comment ghim trên cùng. Anh em nào thích em Charizard này thì có thể comment vào ảnh của em ý để có cơ hội nhận quà nhá. Nhớ chỉnh lại góc tí, nó vướng vướng nên là cứ rơi suốt. Đó, phải như này mới được này. Hộp tiếp theo, tôi quên mang dao kéo ra đây cho nên là mở cái này vất vả vãi. Trong cái hộp này là Chandelure, Pokemon hệ lửa và ma nha. Đây là đế của em ấy này. Và ở bên trong của mỗi hộp nó còn có một viên kẹo nữa nha anh em, nếu như mà anh em đủ can đảm để ăn nó. Cái em Chandelure này cũng sẽ có lửa hơi hơi trong một tí. Nó vẫn đục nhưng mà nó không bị đặc hẳn vào ấy. Tay của em ý thì sẽ to hơn bình thường một chút để cho nó đỡ bị gãy. Còn cái đế thì là hiệu ứng một làn khói hay là gì đấy. Số 609 Chandela này. Trên làn khói thì có cả những ngôi sao lấp lánh nữa. Màu của nó là màu đặc chứ không nhìn xuyên được. Em này thì có một cái pose là hướng mặt xuống dưới để khoe lửa, nhưng mà như thế thì không nhìn rõ mặt em ấy lắm. Hộp thứ ba này thì sẽ có gì đây? Chúng ta có hẳn hai Pokemon luôn, đó là Drifloon đang quắp một em Mimikyu.
Đây đều là hai Pokemon hệ ma nha. Đế của hai em này thì cũng là hiệu ứng mây khói, nhưng mà nó sáng hơn một chút so với của Chandelure. Không biết do số tôi bị đen hay là sao mà cái nước sơn trên mũi của em Bifloon nó hơi bị lệch đi một chút. Nhưng mà cả hai em này vẫn rất là dễ thương nha. Tôi sẽ cắm cái móc vào cái quả bóng bay này, nhưng mà nó sẽ không nổ đâu. Và sẽ treo em ý vô. Tên của hai em ý bằng tiếng Nhật ở dưới đáy là Fuwante số 425 và 778 Mimikyu. Và đó là hai em thứ ba. Ở cái hộp thứ tư này sẽ là một Pokemon mà chắc chắn nhiều anh em cũng sẽ rất là thích. Đó là Flygon. Em này đi kèm với một hiệu ứng bão cát. Và điểm làm tôi rất thích ở em Flygon này là cặp mắt của em ý. Em ý có mắt ở bên trong và một lớp kính ở bên ngoài nha. Những cái mô hình khác kiểu của Tommy hay tương tự thì họ sẽ vẽ mắt của em ý ở bên ngoài lớp kính. Như thế thì sẽ không đúng với thiết kế cho lắm. Và đây là một điểm mà tôi đánh giá rất là cao của em Flygon này. Kiểu cái móc trên lưng nó vẫn chưa đúng hay sao? Số thứ tự của em này là 330. Số thứ tự của em này là 330 Flygon. Và như thường lệ vẫn là hai quả Pokeball ở hai bên. Tôi là một người rất thích màu xanh lá cây. Và cái tông màu của em Flygon này tôi cũng rất là thích này. Trông nó như quả dưa hấu ấy. Ở cái hộp thứ 5 này thì chúng ta cũng sẽ có hai Pokemon, đó là Butterfree đang cõng Pikachu. Những bộ mô hình như thế này thì bộ nào cũng sẽ có ít nhất một em Pikachu nhá. Còn cánh và râu của Butterfree cũng sẽ phải làm dày hơn vì lý do hiển nhiên. Cái đế này sẽ có rất nhiều hoa và hiệu ứng thì giống như là một làn gió nhẹ đang mang hương hoa bay lên vậy. Màu sắc rất là nữ tính. Anh em nào thích những em mô hình này thì cũng làm tương tự như lúc đầu tôi bảo nha. Có một đường link ở phía dưới vào fanpage của tôi và bình luận vào cái hình Pokemon mà anh em yêu thích. Có thể bình luận cho nhiều em cũng được, cho nhiều cơ hội, nhưng mà cũng chỉ được nhận một quà thôi nha. Hộp cuối cùng của chúng ta ở đây là Mew. Em Mew này thì đi kèm theo một cái hộp hình cầu như là cái quả cầu siêu linh mà chúng ta hay thấy ở trong anime vậy. Tuy nhiên thì nó hơi bị lỏng một chút. Nếu như anh em muốn chắc chắn hơn thì có thể dùng một chút xíu keo thôi để cố định nó lại. Số thứ tự là 151. Xin lỗi anh em nha. Đế của em ý thì có hiệu ứng giống như là nước và cũng là hiệu ứng trong luôn. Ây. Một điểm đặc biệt của em này đó là bảng tên của em ý sẽ có hình quả Master Ball thay vì những quả Pokeball như là mấy em kia. Quả Master Ball khẳng định đẳng cấp riêng của nó luôn. Và đấy là 6 Pokemon trong cái bộ mô hình này, tương ứng với 6 bạn may mắn sẽ nhận được quà của tôi. Anh em hãy đi theo đường dẫn trên cái comment tôi ghim ở bên dưới để tham gia trên fanpage nhé.
Tôi vẫn muốn làm thẳng trên YouTube cho nó đỡ phiền, nhưng mà chỉ có ở trên Facebook thì tôi mới có thể liên lạc trực tiếp cho những anh em nào trúng quà được. Kết quả thì tôi sẽ chọn ngẫu nhiên bằng app vào cái buổi livestream tối thứ 6 tuần này, khi mà tôi stream game Pokemon Legend Arceus. Hẹn gặp lại anh em lúc đấy và góp vui nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi trong suốt một năm vừa qua. Còn nếu anh em muốn có một đợt giveaway nữa thì hãy giúp tôi đẩy sub lên, và tôi xin hẹn khi nào đến 75.000 sub đi, tôi sẽ giveaway 2 bộ luôn cho nó khủng khiếp. Còn bây giờ thì peace.